Vào tối ngày hôm qua, khi mà mọi người đang dồn sự chú ý để nhận những chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max viên A đầu tiên tại Việt Nam, thì Xiaomi họ cũng đã ra mắt luôn một cái dòng sản phẩm mà anh em cũng hết sức mong chờ. Nó có tên là Redmi Note 14 Series nha anh em. Anh em cũng biết là cái dòng Redmi Note 13 bây giờ ấy bán nó vẫn rất tốt, và thêm nữa là giá của nó cực kỳ hợp lý. Thì Redmi Note 14 Series ấy, giá nó cao hơn khá là nhiều, nhưng mà những cái nâng cấp của nó thì ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu xem là nó có xứng đáng với cả cái mức giá hay không nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Trong tất cả những video ở bên Trung Quốc ấy, thì mình thấy là chủ yếu có video của Redmi Note 14 Pro Plus và video của Redmi Note 14 Pro. Chứ còn video của Redmi Note 14 5G thì mình chưa thấy mấy, vậy nên mình sẽ điểm danh về những cái con cao cấp trước đi. Đầu tiên là con Redmi Note 14 Pro Plus. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc Redmi Note 13 Pro Plus. Đấy, đây là con máy mà các bạn phải hiểu là nó sẽ có một cái công nghệ kháng nước gọi là tốt nhất trong dòng Note đi. Chúng ta có thể thấy ngay cái ấn tượng mặt sau của cái bọn này. Đó chính là bốn camera của nó, à không, thực ra chỉ là ba cái thôi, và một đèn flash đặt chính giữa và bo cong nha. Nó sẽ trong một cái khu vực hình vuông nhưng bo cong rất mạnh ở những cái góc, tạo cho một cái điểm nhấn cực kỳ ngon luôn. Nhìn từ mặt sau thì phải công nhận nó đẹp, kể cả là cái con Redmi Note 13 Pro Plus bây giờ đang bán thì nhìn phần mặt sau không ai nghĩ nó là một chiếc điện thoại giá dưới 6 triệu cả anh em ạ. Chưa hết là xung quanh cụm cam này nó còn có những cái đường vạch nữa cơ. Đấy, tạo cho một cái dáng vẻ hầm hố và cao cấp hơn. Phần mặt lưng của con Redmi Note 14 Pro Plus ấy, nó được làm phẳng và nó chỉ bo cong nhẹ những cái góc tiếp xúc với cả khung thôi, để giúp cho các bạn cầm nắm cách sướng hơn. Khả năng hiển thị trên con Redmi Note 14 Pro Plus theo như thông báo là nó sẽ giống so với cả Redmi Note 14 Pro, nghĩa chúng ta được trang bị màn hình cong OLED 6,67 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120. Hơn nữa là tấm nền trên Redmi Note 14 Pro Plus có độ sáng lên tới là 3000 nits anh em ạ, như một chiếc điện thoại flagship luôn, cùng độ bao phủ màu là 12 bits, HDR10+ và Dolby Vision. Cung cấp vi xử lý sức mạnh cho con Note 14 Pro Plus nó sẽ là chip dòng 13 Pro Plus, mình nhớ nó là 7200 Ultra đúng không, thì 14 Pro Plus nó trang bị con chip là 7S Gen 3, RAM là DDR5, tối đa 16GB, bộ nhớ trong là 3.1, tối đa 512GB. Thì cái hiệu năng trên con chip 7S Gen 3 ấy, nói sao ta, mình nghĩ là nó sẽ không gọi là quá mạnh hơn nhiều so với cả 7200 Ultra đâu. Tuy nhiên thì nó là con chip dòng thì nó sẽ giúp cho các bạn, ví dụ như là xuất video nó sẽ nhanh chóng hơn chút. Đó. Và quan trọng ấy là cái con Note 14 Pro Plus, cái viên pin của nó cực kỳ khủng luôn các bạn ạ, lên tới là 6100 mAh và có hỗ trợ sạc lên tới là 90W. Sạc nhanh thì thấp hơn con 13 Pro Plus, nhưng mà về pin của nó thì dã man tàn bạo. Một cái dòng máy mà theo dạng là thiết kế rất là đẹp mắt như thế này mà viên pin nó to như thế này thì không việc gì phải lo cả. Khả năng chụp ảnh trên chiếc Note 14 Pro Plus có phần ấn tượng hơn so với cả đời cũ. Cảm biến chính là Omni Vision OV50E 50 chấm, có chống zoom học kết hợp cùng với cam tele cũng 50 chấm luôn. Đấy, zoom quang học là 2.5x và cam ultra wide sẽ là 8 chấm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những chuẩn khác như NFC, Wi-Fi 6, cổng sạc Type-C, cổng hồng ngoại, và không thể thiếu khả năng kháng nước của sản phẩm này nó lại nâng cấp thêm bậc nữa. Thế hệ cũ là IP68, thế hệ này lên tới IP69 các bạn ạ. Chúng ta sẽ có màu là Star Blue này, White và Midnight Black. Đấy, những cái màu sắc cũng khá là dễ sử dụng thôi. Về mức giá của Note 14 Pro Plus thì bản thấp nhất 12/26GB sẽ là khoảng 6,6 triệu đồng. Các bạn thấy nó đã tăng lên khá nhiều rồi đúng không? Giá này mới chỉ ở giá bên Trung thôi, về Việt Nam chắc chắn là hơn 7 triệu. Đấy, có thể rơi khoảng 7 triệu 5 hoặc là 7 triệu 6 gì đấy. Khá là cao đấy, nó cao hơn khoảng hơn 1 triệu so với cả Note 13 Pro Plus thời điểm tại. Ok, chúng ta đến với cả con Note 14 Pro đi. Thường thì cái dòng giữa này lúc nào là cái dòng mà có doanh số tốt nhất này. Thiết kế khác hoàn toàn so với cả thế hệ cũ luôn. Đấy, lưng được làm bo cong, cụm cam sau được làm chính giữa, ống kính đèn flash được đặt trong những hô hình tròn đẹp mắt. Khả năng hiển thị, rồi, thứ nhất là về thiết kế, nó giống hệt con Note 14 Pro Plus, và quan trọng nữa là nó khác hoàn toàn so với cả Note 13 Pro hồi xưa. Hồi xưa thì chúng ta sử dụng màn phẳng, còn bây giờ là màn thác nước. Cái này thì tùy quan điểm mỗi người nha, có người thích, có người không thích. Và tấm nền nó giống hệt với cả con Note 14 Pro Plus nhá, không khác tí gì luôn, từ kích thước, độ phân giải, tần số quét hay độ sáng. Rồi, còn với sức mạnh của Note 14 Pro thì nó cũng sẽ không dùng chip dòng nữa. Hồi xưa là 7S Gen 2 thì bây giờ nó lại sử dụng con chip của Dimensity anh em ạ. Ảo thật đấy, con 14 Pro và Pro Plus như kiểu là đổi vai trò cho nhau vậy.
thì bây giờ là 7300 Ultra. Đó, vẫn là một chip mạnh anh em nhé, yên tâm đi. Kết hợp với RAM DDR4X 12GB và bộ nhớ trong là 2.2 lên đến 512GB. Như mình đã nói là mấy cái con kiểu 7200, 7300 Ultra ấy, nó vẫn là con chip cực kỳ ok, so sánh là 7S Gen 2 đến 7S Gen 3 đều được. Về khả năng chụp ảnh, Note 14 Pro được trang bị cảm biến chính của Sony LTI600 có 50 chấm, chống rung học, và ultra wide là 8 chấm, macro nữa, không có cam tele. Mặt trước thì selfie là 20 chấm, cung cấp viên pin là 5500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh. Mình hơi bị bất ngờ luôn nha anh em. Tại sao ở đây để là 45W? Không biết là do trang báo này viết sai. Kể cả trên trang GSM Arena, một trang báo nổi tiếng nhất trên thế giới về công nghệ, cũng để là 45W. Đấy, nếu mà 45W là sự thật nhá, thì mình thấy công suất sạc này hơi yếu, hơi yếu so với cả viên pin 5500. 5500 thì ok, rất trâu bò rồi, sử dụng hoàn toàn một ngày thoải mái. Nhưng 45W thì sạc lâu đấy anh em ạ. Và cái con Note 14 Pro này cũng là dòng sản phẩm cực kỳ nâng cấp về tiêu chuẩn chống nước, chống bụi so với cả Note 13 Pro. Cụ thể, bây giờ chúng ta có IP66, 68 và 69 tích hợp chung trong cái con Note 14 Pro này, giúp cho các bạn là có một khả năng bền bỉ hơn rất là nhiều so với cả con cũ nha. Màu sắc thì sẽ có màu blue, màu tím, màu trắng và màu đen. Đó, về giá, khởi điểm là phiên bản 8/128GB, 4,9 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá bên Trung Quốc nha. Khi về thị trường Việt Nam thì có thể nó rơi khoảng 5,8 triệu hoặc 6 triệu. Đấy, tầm tầm như vậy. Cuối cùng là con Note 14 Pro 5G nhá. Mình cũng rất xin lỗi các bạn nếu mà không tìm được nhiều những cái thước phim hay là những cái ảnh của chiếc điện thoại này thì anh em có thể tìm trên những trang Weibo là có nha. Bởi vì một số những cái kênh công nghệ nổi tiếng bên đấy, nếu mà mình lấy là nó sẽ bị bản quyền anh em ạ. Thì con Note 14 Pro này, 5G này, nó lại thiết kế không theo hai bọn kia nữa, không theo bọn Pro, Pro Plus nữa. Đấy, nó sẽ là thiết kế phẳng. Nhiều anh em vẫn thích thiết kế này cơ. Rồi, máy có mỏng và rất là nhẹ nhá. Độ dày chỉ là 7,99mm thôi. Hơn nữa thì những cái tùy chọn mới trên con Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G được trang bị màn hình là AMOLED 6,67 inch, độ phân giải Full HD cộng và tần số quét 120, có độ sáng lên tới là 1000 nits, cũng có HDR10 cộng và chứng nhận giảm cái mỏi mắt, nó chính là TUV nha. Thì theo như những cái hình ảnh ở trên trang của Xiaomi, mình thấy là cái con Note 14 5G này nó có viền tốt hơn. Và theo như những hình ảnh của Xiaomi thì mình thấy là viền màn hình trên Note 14 5G này rất mỏng anh em nhá. Đó, rất mỏng luôn, nhìn cực kỳ phê. Cung cấp sức mạnh sẽ là Dimensity 7025 hoàn toàn mới, đi cùng với cả RAM là DDR4X và tối đa là 12GB, bộ nhớ trong tối đa là 256GB. 7025 thì mình hình như mình chưa được dùng con nào là 7025 cả. Nhưng mà khả năng cao là cái con chip này nó cũng rất bình thường thôi, bởi vì mức giá nó là mức giá rẻ mà. Vẫn được trang bị cảm biến chính là 50 chấm nhá, cũng là Sony LIT600. Đấy. Và quan trọng là cái con Note 14 5G này ấy, nó có chống rung học anh em ạ. Ảo thật, một con máy giá rẻ mà có chống rung học. Thiết kế phần vào sau thì nhìn cũng rất là đẹp, rất là trẻ trung. Viên pin được trang bị sẽ là 5110 mAh, cực kỳ trâu bò. Và sạc nhanh còn nhanh hơn cả con 14 Pro cơ, lên tới 50W, ảo vãi. 14 Pro có 45 thôi. Đây là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng mà có tiêu chuẩn, mặc dù đây phiên bản thấp nhất nhưng mà vẫn được trang bị tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP64 nhá. Và có cả loa kép luôn, vân tay ở dưới màn luôn, cải tiến rất nhiều so với cả thế hệ Note 13 5G. Vậy nên là cái mức giá của nó thì đương nhiên rồi, nó cũng sẽ cao nha. Nó sẽ cao gần bằng Note 14 Pro 5G, Note 13 Pro 5G đang bán thời điểm tại luôn. Cụ thể, phiên bản 6/128 có mức giá khởi điểm ở bên Trung là 3.8 triệu. Vậy thì khi về thị trường Việt Nam nó có thể rơi vào khoảng 4.7 triệu đến 4.9 triệu. Đó, nó cao như con Note 13 Pro 5G luôn. Thì đây là những cái thông tin về giải sản phẩm Note 14 series vừa ra mắt tối qua đến từ nhà Xiaomi. Con nào nó cũng có những cái khác biệt rất lớn, cả về thiết kế, cấu hình, tính năng kháng nước, kháng bụi và đặc biệt là phần pin. Các bạn nghĩ sao về Note 14 5G, 14 Pro và 14 Pro Plus? Mức giá thì nó sẽ chênh so với cả thế hệ cũ, lần lượt nó sẽ khoảng tầm là 800, 1 triệu và khoảng 1 triệu 2 nữa. Đấy, cho từng con. Thì đương nhiên những sản phẩm này sẽ về Việt Nam sớm thôi, và bên mình cũng sẽ cố gắng làm những video gửi đến cho các bạn. Tất cả những nếu anh em quan tâm đến những sản phẩm Android sách tay từ tầm giá là 3 triệu đến khoảng 15 triệu thì đừng quên nhắn tin qua bên mình ở Facebook hoặc Zalo nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.